Dạo này em có một cái dòng máy mà phải nói là ngày nào bên Thịnh cũng làm. Đó là những con Samsung Galaxy Z Fold và Z Flip. Cũng dễ hiểu anh em bởi vì mình làm đầu tiên về cái mảng này mà. Đó, mình đi đầu lúc mà anh em chưa dám làm gì hết thì mình đã nhận thay rồi. Đó là cái kinh nghiệm cũng như cái uy tín mình vẫn theo đuổi thì vẫn là cái kim chỉ nam. Nên là được anh em tin tưởng, anh em ủng hộ. Rồi bây giờ nói về ba con dép clip 4 Thịnh đang mới vừa làm xong, mỗi con mỗi màu ha. Đó anh em thấy ba cái máy này nó cùng chung một cái bệnh hết, anh em cũng biết rồi, Thịnh hay nói đó là lỗi cáp gập. Cáp gập là hệ thống cáp nằm ở dưới cái màn hình gập của clip 4 đó, chúng ta gập ra gập vô lâu ngày nó sẽ hư đó. Thịnh lấy ví dụ một cái máy, tại sao anh em nói phải bó khung như vậy? Bó để cho keo nó dính chắc anh em. Bên mình làm thì cái độ hoàn thiện mình yêu cầu rất là cao đó, nên là thời gian để keo rồi khô rồi phải đáp ứng đủ đó, mình mới giao máy cho anh em. Nó cũng là cái bí quyết để mà ngoài cái vấn đề tay nghề và cái kinh nghiệm độc quyền rồi thì nó còn ở cái sự tận tâm nữa đó, thì chúng ta mới giữ vững được cái chất lượng. Máy này anh em gặp cái lỗi mà hay gặp về cáp đó là anh em gặp ra gặp vô như thế này nè, đó lúc nó lên lúc nó không lên. Ban đầu thì nó có hiện tượng chập chờn, anh em gặp tới một lúc là nó sẽ hết lên luôn đó. Và một như cái máy màu cam này, khi mà nó gặp lỗi cáp nó còn một cái tình huống nữa, đó là nó mở không thẳng hết máy, có nghĩa nó chỉ tới khoảng tới đây thôi. Này là lỗi hệ thống bản lề. Những cái máy mà làm cáp thì lúc mà Thịnh làm Thịnh sẽ kết hợp Thịnh xử lý cái bản lề thay bản lề cho anh em luôn, đó là cái sự hỗ trợ của mình chứ không phải là mình tính hai lần giá, mặc dù nó là hai lỗi hoàn toàn khác nhau, linh kiện thay thế hoàn toàn khác nhau đó, nhưng mà mình sẽ hỗ trợ mình xử lý cho anh em ha. Rồi và một cái vấn đề nữa đó là cái sự đảm bảo trong suốt quá trình sử dụng máy, nghĩa là gì? Khi mà anh em đã sửa máy ở bên mình thì trong suốt quá trình anh em sử dụng máy, anh em gặp bất kỳ một cái lỗi nào, có thể là không phải là cái lỗi cáp gập ngày xưa anh em sửa đâu. Đó, anh em bị phù pin, anh em bị gì thì mất nguồn, thậm chí vô nước đó, Thịnh vẫn hỗ trợ cho anh em tối đa đó, bởi vì anh em đã tin tưởng mình, đã từng gửi gắm sửa máy bên mình ha, cái đó là anh em yên tâm. Còn trong quá trình thay cáp, nhiều lần Thịnh đã nói với anh em có những cái máy lúc mà chúng ta nhận là hoàn toàn nó không lên màn hình gì hết, thì cái đơn vị mà sửa chữa họ trách nhiệm họ thế nào khi mà họ bóc tách cái màn hình để thay cáp? Nếu mà họ bóc tách làm hư cái màn hình của anh em thì cái việc thay cáp nó sẽ thất bại ở đó. Bởi vì tại sao mà cái công tác thay cáp này nó khó khăn? Để thay được cái bệ cáp, chúng ta phải tách được cái bộ màn hình này lên, cáp nó nằm dưới cái màn hình này. Thì nếu mà chúng ta bóc tách không khéo thì nó sẽ hư màn. Bóc tách là một chuyện, rồi lắp ráp vô lại là một chuyện khác nữa. Đó, có những người lắp ráp vô không chuẩn quá trình sử dụng, anh em về nó hư màn cũng có. Đó, nên là ở đây nó hoàn toàn phụ thuộc vào cái kinh nghiệm và cái tay nghề. Anh em khi mà đi thay cáp, chất lượng cáp và tay nghề thợ là hai yếu tố quyết định anh em sử dụng cái máy có được lâu dài hay không. Đó, nên là anh em phải tuyển chọn, lựa chọn những cái nơi nào anh em cảm thấy uy tín, an tâm về kinh nghiệm và chất lượng. Đó. Ở phía đơn vị sửa chữa thì như phía mình thì mình có thể làm gì cho anh em? Mình chỉ có thể gọi là hiện thực hóa cái hành động, cái lời nói của mình bằng cái hành động, đó là mình đảm bảo 100%. Những cái máy nào mà hư cáp Thịnh đảm bảo trong quá trình Thịnh thay không làm hư màn hình, không phát sinh chi phí. Chứ mình không có nửa đường mình thay xong mình gọi về mình nói anh ơi cái màn anh em thay lên em thấy thế này em thấy thế nọ, bị sọc nó bị đốm hay gì đó để mà báo là cái màn hư rồi, rồi báo anh em phải bù thêm tiền để thay nguyên bộ màn hình kèm cáp mới thì mình sẽ không làm như vậy ha. Cách làm của mình, nếu mà lúc mình tiếp nhận máy mình kích được cái bộ màn hình lên test ok là mình đảm bảo 100%, có hư hao gì mình chịu hết, anh em chỉ chi trả đúng cái số tiền thay cáp đó thôi, vậy nó mới rõ ràng. Chứ giờ chúng ta nói nhiều mà chúng ta không có làm được quy ra thành một cái hành động gì cụ thể thì nó không được anh em. Ai cũng có thể nói đó, nhưng mà làm được hay không thì thời gian nó sẽ trả lời. Rồi ok, bây giờ clip 4 thì có những một số cái thắc mắc anh em hay hỏi nữa, anh em hỏi là thay cáp xong xài có bị lại không, thì anh nói đây là cái bộ phận nó phải thay thế theo định kỳ, như anh em đi xe máy bao nhiêu ngàn cây phải thay dây cua roa vân vân, thì cái cáp gập của hệ thống máy gập nó cũng là như vậy. Nhưng mà chúng ta có thể can thiệp bằng cái thói quen sử dụng để nó kéo dài cái tuổi thọ cáp, ví dụ như là gì, anh em thường xuyên mở hẳn ra hơn, ví dụ như xài xong ở môi trường văn phòng, ở môi trường ở nhà, anh em xài xong anh em cứ duỗi hẳn ra đó, anh em không cần mỗi cái tin nhắn mỗi cái trả lời mà anh em phải mở ra mở vô, xài xong duỗi hẳn ra như một cái dạng thanh hẳn vậy đó anh em,
rồi khi nào chúng ta đi ra đường hoặc là chúng ta bỏ túi chúng ta gặp vào đó, nó giảm được cái số lần gặp thì đồng nghĩa với việc cái tuổi thọ cáp nó cũng tăng lên. Ok, anh em nào cần tư vấn sửa chữa và bếp bốn anh em cứ liên hệ trực tiếp, thông tin mình sẽ để bên dưới. Bye bye.